Trần Thái Tông và chuyện hôn sự với con Quan Tống. Vua Trần Thái Tông từng có cuộc hôn nhân với con Quan Tống. Sự là, Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng lấy nhau đã lâu nhưng không có con nên vào năm Đinh Dậu, Trần Cảnh chịu sức ép của Trần Thủ Độ mà cướp chị dâu về làm vợ. Khi đó bà đang mang thai con của Trần Liễu được 3 tháng, trước đó đã có con trai là Doãn. Tháng 7 năm Bính Thìn, Doãn đem cả gia quyến trốn sang nước Tống những mong tị nạn nơi đất khách. Thế nhưng việc đào thoát không thành. Cũng trong thời gian này, quân Mông Cổ ngày càng mạnh nên đã tìm cách nam tiến vào Đại Việt hay Chiêm Thành để tránh họa. Do có công vào nhà Trần, vua nhận sắc phong làm Huệ Túc phu nhân. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.